Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra những nhận định mới nhất về diễn biến của bão số 3, cơ quan khí tượng nhận định bão số 3 Gia Kỳ là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024 hoạt động trên Biển Đông có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Bộ với cường độ rất mạnh. Cơ quan khí tượng dự báo đây có thể là cơn bão đạt cấp độ siêu bão và trong 8 năm qua, chúng ta chưa ghi nhận một cơn bão mạnh nào đổ bộ trực tiếp vào khu vực kể từ sau bão số 1 Midine vào năm 2016, điểm bão đầu bộ sẽ là các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và khu vực xung quanh cần lưu ý những tác động của bão, có các biện pháp phòng chống bão sớm để phòng ngừa thiệt hại. Cơ quan khí tượng cho biết, hồi 16 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc, 118,6 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 tới 102 km/h, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 15 km/h. Dự báo lúc 16 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km h ở vị trí cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 700 km về phía đông với sức gió cấp 11 giật cấp 13. Lúc 16 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15 km h cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 390 km về phía đông, gió cấp 13 giật cấp 16. Lúc 16 giờ ngày 6 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km h trên, trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió cấp 14 giật cấp 17. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ ít thay đổi, sau giảm dần. Do tác động của bão số 3, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Từ đêm ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2,0-4,0 m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0 m từ đêm ngày 4 tới ngày 6 tháng 9 có thể tăng dần lên 7,0 tới 9,0 m biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão số 3, bão Yagi, ở vào khoảng 18,6 độ vị Bắc, 119,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km h Dự báo đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão Jaki ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc, 117,4 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 740 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13 di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 10 km/h và di chuyển vào biển đông. đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc, 114,4 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây, khoảng 10-15 km/h. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10-15 km h từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ ít thay đổi. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Dự báo từ chiều ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp độ bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 3, bão Gia Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 86, chỉ đạo các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai ứng phó đây là cơn bão được dự báo là có cường độ rất mạnh để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ và chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương nêu trên chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo diễn biến tình hình bão mưa lũ kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ theo nhiệm vụ thẩm quyền được giao không để bị động bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân Thủ tướng giao chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão mưa lũ tại địa phương, chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ, trong đó tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo. Đối với khu vực ven biển và trên đất liền, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh ngành chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu sạt lở, nhất là ở cửa sông ven biển. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng ngày 2 tháng 9, bão Yagi đi vào vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Sau khi vào Biển Đông, bão số 3 dần đổi hướng sang hướng tây, di chuyển chậm lại, cường độ bão cũng có dấu hiệu tăng dần. Đến 4 giờ hôm 4 tháng 9, bão số 3 mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 13 vùng gần tâm bão. Theo nhận định của ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Yagi khi di chuyển sâu vào biển Đông sẽ tiếp tục tăng cấp, khả năng cơn bão sẽ đạt đến cường đại là cấp 14 giật cấp 17 trên khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông. Ông Anh Tuấn thông tin, cơn bão này có 3 đặc điểm, liên tục tăng cấp khi vào biển Đông, tính từ thời điểm bão vào biển Đông đến khi đạt cấp cực đại tăng 6 cấp. Phạm vi gió mạnh trong bão rộng tăng theo mức độ tăng cấp của cơn bão, thể hiện rõ nhất ở vùng nguy hiểm do cơn bão gây ra, mở rộng theo hướng di chuyển của bão. Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý các ổ mây rông mạnh khả năng xuất hiện trước ảnh hưởng của cơn bão. Những ổ mây rông này có thể gây ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Từ chiều ngày 6 tháng 9, có hai kịch bản xảy ra đối với hướng đi của bão số 3. Thứ nhất, bão có khả năng di chuyển lên phía bắc ở khu vực bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc và đi vào phía bắc của vịnh Bắc Bộ vào khoảng đêm ngày 6 tháng 9, ngày 7 tháng 9. Kịch bản thứ hai cũng có thể xảy ra, khoảng chiều ngày 6 tháng 9, bão số 3 đổi hướng về phía tây nam và đi vòng về phía nam của đảo Hải Nam, đi vào vùng biển phía nam của vịnh Bắc Bộ. Như vậy, điểm đầu bộ của cơn bão sẽ khác đi. Tuy nhiên, với hai kịch bản trên, bão số 3 đều có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Ông Anh Tuấn cảnh báo, đây là cơn bão rất mạnh. Ngoài ảnh hưởng của gió mạnh trong bão, bão có thể gây sóng cao 7-9 mét, ảnh hưởng tới các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, thậm chí có thể đánh chìm các tàu tài trọng lớn. Khi bão vào ảnh hưởng trên đất liền, hoàn lưu của bão rộng, nguy cơ gây gió mạnh trên một vùng rất rộng, dọc theo ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo hai kịch bản xảy ra, nếu cơn bão đi vào phía Bắc, sẽ gây ra đợt mưa lớn trên các tỉnh Bắc Bộ. Nếu cơn bão đổ bộ lệch về phía Nam, có thể vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra cả Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Với khả năng như vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, lũ sạt lở đất, đặc biệt trên các vùng núi, ngập úng trên các khu đô thị.